Đây là thông báo kết luận giám định lần 2 của Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an. Nữ sinh 13 tuổi bị thầy giáo xâm hại tình dục nhiều lần, mang trinh bị rách. Vậy mà trước đó, kết quả giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Lạng Sơn lại là mang trinh không có vết rách. Mẹ bé gái 13 tuổi rất bức xúc với kết quả giám định của Trung tâm Pháp y vì nghi ngờ có dấu hiệu giúp đối tượng thầy giáo giảm nhẹ tội. Để làm rõ vì sao kết quả giám định lại có sự trái ngược như vậy, phóng viên theo chân mẹ nữ sinh tìm đến Trung tâm Pháp y. Mà em không đi xuống dưới kia để giám định lại thì cứ theo cái giám định này thì khả năng là khi mà án xử tại tòa ấy, thì người ta sẽ căn cứ vào cái giám định này để mà cái người tội phạm đấy người ta lật hung, tại vì là kết quả giám định ở đây là nó như thế mà. Sau khi xem kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, lãnh đạo trung tâm nói thẳng, năm bữa nửa tháng thay đổi kết quả giám định là chuyện bình thường. Ông này còn buông lời, biết đâu màng trinh sau này mới bị rách. Còn giám định thì mình có giám định giá trị cái tại thời điểm đấy. Còn sau đấy thì ra ví dụ năm bữa nửa tháng nữa thì giám định nó sẽ có cái sự thay đổi là chuyện bình thường. Có rách thì sau này nó rách, thì còn cái lúc mình khám thì nó không rách thì sao? Mình chỉ có giá trị trong cái thời điểm mình khám thôi. Thời gian khám sau thì mình rách thì giai đoạn nào? Năm bữa nửa tháng mới rách ư? Lời thốt ra từ miệng lãnh đạo trung tâm pháp y thật khó tin. Phóng viên liền dẫn chứng, chính đối tượng thầy giáo khai nhận trước cơ quan điều tra đã quan hệ tình dục với nữ sinh ít nhất 4 lần. Hay giấy khám chuyên khoa của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng khẳng định màng trinh đã bị rách. Chỉ sau 5 ngày, Trung tâm Pháp y có kết quả giám định lần 1. Trước những chứng cứ thuyết phục, ông giám đốc trung tâm lại đổi giọng, cho là nếu giám định viên làm sai là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, vẫn luôn miệng khẳng định chúng tôi làm đúng. Chúng tôi không thể sai. Bây giờ mình giám định như thế thì bây giờ mình nếu mà mình sai thì vi phạm pháp luật rồi. Đấy không? Bây giờ anh là giám định viên, anh phải chịu trách nhiệm trước cái kết luận của mình thôi. Tại cái thời điểm đấy thì không có kết luận sai được, mình sai thì vi phạm. Thì nó như thế thì mình phải khẳng định nó như thế. Nhưng bây giờ nhất định chứ không phải là mình có kết luận của tuyến trung ương về là mình lại cho cái tuyến mình là như thế, nhưng mình đang sai. Không bằng lòng với câu trả lời của ông giám đốc trung tâm pháp y, mẹ nữ sinh tìm lên sở y tế. Lãnh đạo sở lấy lý do bận đi họp nên đề nghị làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn để làm rõ vai trò và trách nhiệm của giám định viên. Thế nhưng đây là cách đón tiếp gia đình nạn nhân của lãnh đạo bệnh viện. Cuối cùng, phía bệnh viện cũng cử một cán bộ phòng công tác xã hội, một người không có chuyên môn về y tế, đứng ra làm việc với gia đình nạn nhân. Cũng vì không có chuyên môn nên bà này chỉ trả lời qua loa cho xong việc. Giám định viên là người của bệnh viện mình kết luận như vậy thì là nó có sự ảnh hưởng đến cái bản án sau này của đối tượng ấy thì bệnh viện sẽ đánh giá như thế nào? Anh ơi, nếu mà cái này thì nó sẽ là cả một quá trình làm việc của cả một hội đồng của bệnh viện, em không thể nào mà em trả lời anh được. Đấy, sẽ là phải là người đứng đầu thì lúc nào giám đốc bệnh viện em trả lời anh được thì em sẽ trả lời anh, còn em thì không thể nào mà phát ngôn về cái trách nhiệm của cả một cái bệnh viện đối với anh được. Đấy, nếu mà em không cảm thấy được. Chứng kiến toàn bộ cách hành xử của lãnh đạo trung tâm pháp y và đặc biệt là bệnh viện đa khoa tỉnh, mẹ nữ sinh bị thầy giáo xâm hại càng bức xúc hơn, bởi vì gia đình có quyền yêu cầu những đơn vị trên phải làm rõ vì sao kết quả giám định trái với kết luận của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an. Thế nhưng lại nhận phải sự trốn tránh và thờ ơ. Điều này càng khiến mẹ nữ sinh 13 tuổi nghi ngờ về kết quả giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh có dấu hiệu bao che, hòng giảm tội cho kẻ yêu dâu xanh đội lốt thầy giáo kia.